Hình ảnh này các bạn đang xem là một cây táo đá là hàng hot năm 2020. Nguồn gốc của cây táo đá này là do cây hàng độc.vn đã tạo dựng từ các cái nhánh cây táo ở trên núi ở vùng Trung Lào. Sau khi đến năm thứ tư thứ năm thì chúng tôi đã ký nó lên cái đá này và nó đã ổn định sống và đã tạo được các cái thế bonsai như ý muốn. Xuất phát từ cái đặc thù của nó ôm đá cho nên là nó có độ mát cao, nó phù hợp với thời tiết nhiệt độ của ôn đới của Việt Nam trên mọi miền tỉnh thành trên toàn quốc. Như cái cây táo đá của Nhật Bản thì tại sao mà đưa về Việt Nam mà nó lại sống nó rất là khó. Tại vì là nó là cây nguyên bản, cây không bám đá cho nên Thì là nó không tránh từ được di nhiệt độ thực về cao. Nhật Bản về thì trên độ cao nó rất là lạnh, cho nên là xuất phát từ cái nhu cầu thị trường làm sao mà di thực cây này từ Lào, thì nguồn gốc từ Lào nó là vũ sứ lóng rồi, nó đúng với khí hậu của Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi đã ký nó vào đá thì khi nhiệt độ khí hậu nó lên cao thì là cái đá nó tỏa mát ra và nó sẽ có sức trường tồn cho cây. Chính vì các cái cây khỏe ôm đá này và năm nay là năm đầu tiên sau 5 năm thí điểm bên đất Lào thì năm nay là năm đầu tiên chúng tôi ra thị trường đón xuân năm 2020, số lượng được khoảng 500 chậu. Và cái đặc thù thứ hai nữa là cái quả của nó thì rất là trường tồn. Quả của nó thì chơi quả bắt đầu từ bây giờ là đang video này chúng tôi quay vào 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 là cuối tháng 10 âm lịch và bắt đầu từ dòng tháng 8 là cây nó đã bắt đầu cho Đi trái tiếp rồi. là Chúng tôi và độ bền của nó là chơi quả liên tục từ tháng 8 âm lịch đến hết tháng 4 âm lịch và đến Tết là nó chín đỏ rực đem lại những cái tài lộc đến cho các bạn. Và năm nay chúng tôi ưu tiên là những cái đơn hàng mà các nhà vườn đã đặt và chúng tôi chủ động là chúng tôi bán sỉ. Các bạn hãy liên hệ với website cây hàng độc.vn, điện thoại sẹt Zalo 0977830068 để đăng ký nhận những cái tác phẩm táo đá ôm đá đầu tiên về với xuân năm 2020. Xin chân thành cảm ơn các bạn.